Ông Trump gọi đồng bào mình là kẻ thù, nêu khả năng ông ủng hộ việc dùng quân đội Mỹ để chống lại người Mỹ. Cần bao nhiêu tiền để ứng cứu nơi có 40% người nghèo nhất thế giới? NASA tiếp tục đi tìm sự sống ở hành tinh khác. Chiếc dây Irvine giúp giải mã bí ẩn tồn tại cả thế kỷ trên đỉnh Everest. Trong nước, Việt Nam chính thức tắt sóng 2G từ ngày 15 tháng 10. Người Việt sắp chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất năm 2024. Hiện tượng này có ảnh hưởng gì đến Việt Nam? Cùng các thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị đón xem. Ngọc Cúc xin kính chào quý vị, mời quý vị đến với tin 24 giờ ngày 14 tháng 10 trên BNC Now. Chúng tôi sẽ điểm qua các tin tức thời sự trên thế giới và những thông tin mới nhất về người Việt trên toàn cầu cũng như trong nước. Và bây giờ là những nội dung chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ở Mỹ, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump vừa đưa ra lời tuyên chiến với những người theo chủ nghĩa cánh tả cực đoan. Ông cho biết ông có thể ủng hộ việc huy động quân đội Mỹ để đối phó với những công dân mà cựu tổng thống gọi là kẻ thù từ bên trong, nếu họ gây rối trong cuộc bầu cử sắp tới. Tôi tin rằng vấn đề lớn hơn chính là kẻ thù từ bên trong, chứ không chỉ là những người đã vào và làm hại đất nước chúng ta. Ông Trump nói trong chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, nhấn mạnh sự khác biệt giữa công dân Mỹ và những người di cư mà ông chỉ trích vì ồ ạt nhập cảnh vào Mỹ. Chúng ta đang đối mặt với một số người xấu và những kẻ cực đoan cánh tả. Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể được kiểm soát một cách dễ dàng, nếu cần thiết, bằng lực lượng vệ binh quốc gia hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hơn là bằng quân đội, cựu tổng thống nhấn mạnh. Ông Trump tuyên bố những người Mỹ đồng hương của ông nguy hiểm hơn cả Trung Quốc, Nga và tất cả các quốc gia khác. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa đưa ra nhận định này khi trả lời câu hỏi về những gì ông dự đoán sẽ xảy ra vào ngày bầu cử, sau khi Tổng thống Joe Biden tuần trước cho biết ông tin tưởng rằng cuộc bầu cử sẽ công bằng và tự do, nhưng không chắc liệu nó có diễn ra trong hòa bình hay không. Thưa quý vị, chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ của ông Trump trong cuộc đua, đã nhanh chóng phản ứng mạnh mẽ trước lời lẽ gây sốc của cựu Tổng thống. Ông Ian Sams, phát ngôn viên của chiến dịch Harris, nhận định trên nền tảng: Tôi hiểu rằng, sau một thập kỷ, người dân đã dần trở nên thờ ơ trước ông Trump, nhưng những phát ngôn này thực sự nên khiến người Mỹ phải bất ngờ. Ông Trump tuyên bố đồng bào của mình là kẻ thù nguy hiểm hơn các đối thủ nước ngoài, và ông ấy không ngần ngại nói rằng sẽ sử dụng quân đội chống lại họ. Phát ngôn này càng nghiêm trọng hơn khi xét đến quyết định của tòa án tối cao cho phép tổng thống miễn trách nhiệm pháp lý đối với các hành động chính thức trong vai trò tổng tư lệnh, cùng với lời thề của ông Trump là sẽ trở thành một nhà độc tài từ ngày đầu tiên và sẵn sàng hủy bỏ hiến pháp. Thật đáng sợ. Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Biden, ông Trump liên tục cáo buộc có hành vi gian lận quy mô lớn và vẫn tiếp tục lặp lại những tuyên bố vô căn cứ rằng ông không thua. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, những kẻ bạo loạn ủng hộ ông Trump đã xông vào điện Capitol ở Washington nhằm ngăn chặn việc công nhận chiến thắng cho ông Biden, khiến 5 người thiệt mạng. Về tình hình tài chính toàn cầu, thưa quý vị, một báo cáo mới từ Ngân hàng Thế giới cho biết 26 quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi sinh sống của 40% người nghèo nhất, hiện đang mắc nợ nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào kể từ năm 2006. Những quốc gia này ngày càng dễ bị tổn thương trước thiên tai và các cú sốc khác. Theo báo cáo, thì các nền kinh tế này nghèo hơn so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, trong khi các nước còn lại trên thế giới đã hồi phục và tiếp tục tăng trưởng. Báo cáo được công bố một tuần trước các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế tại Washington, nhấn mạnh đây là một bước lùi lớn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và kêu gọi huy động 100 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia nghèo nhất qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế IGA. Các nền kinh tế nghèo nhất này với thu nhập bình quân đầu người dưới 1.145 đô la Mỹ mỗi năm, ngày càng phụ thuộc vào tài trợ từ IGA và các khoản vay lãi suất thấp do nguồn tài chính từ thị trường cạn kiệt. Tỷ lệ nợ trên GDP của họ hiện ở mức trung bình 72%, cao nhất trong 18 năm qua. Một nửa trong số đó đang gặp khó khăn về nợ. 2/3 trong số 26 quốc gia này đang phải đối mặt với xung đột vũ trang hoặc tình trạng bất ổn xã hội. Điều này ngăn cản đầu tư nước ngoài và ngăn cản xuất khẩu, khiến họ phải chịu đựng chu kỳ bùng nổ và phá sản. Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới Intermed Gill cho biết, IGA là nguồn sống của các quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong 5 năm qua, IGA đã cung cấp phần lớn tài chính cho 26 nền kinh tế này để giúp họ vượt qua những khó khăn lịch sử. IGA thường được bổ sung 3 năm một lần thông qua các khoản đóng góp từ các quốc gia thành viên của Ngân hàng Thế giới.
năm 2021, tổ chức này đã huy động được kỷ lục 93 tỷ đô la Mỹ và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga đặt mục tiêu vượt qua con số đó với hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 12. Thiên tai cũng gây thiệt hại lớn hơn cho các quốc gia này trong thập kỷ qua. Từ năm 2011 đến năm 2023, thiệt hại do thiên tai gây ra trung bình hàng năm chiếm 2% GDP, gấp 5 lần so với mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình thấp. Báo cáo cũng khuyến nghị các quốc gia này nên tự cải thiện khả năng tài chính, bao gồm việc tăng cường thu thuế, thông qua việc đơn giản hóa quy trình đăng ký cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả chi tiêu công. Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, thưa quý vị, theo The Straits Times, NASA đang chuẩn bị phóng tàu vũ trụ Europa Clipper lên mặt trăng Europa của sao Mộc, được coi là một trong những nơi hứa hẹn nhất để tìm kiếm sự sống ngoài trái đất trong hệ mặt trời. Mục tiêu của sứ mệnh này là điều tra xem liệu đại dương ngầm dưới lớp băng dày của Europa có thể hỗ trợ sự sống hay không. Tàu vũ trụ robot sử dụng năng lượng mặt trời sẽ được phóng từ trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral ở Florida bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX. Sau chuyến bay dài 5 năm 6 tháng với quãng đường 2,9 tỷ km, Europa dự kiến sẽ đi vào quỹ đạo quanh sao Mộc vào năm 2030. Sau khi trì hoãn do cơn bão Milton, NASA đã lên kế hoạch cho thời gian phóng vào lúc 12 giờ 6 phút chiều ngày 14 tháng 10. Các nhà khoa học rất quan tâm đến đại dương nước lỏng mặn có thể nằm dưới lớp băng của Europa. Nhà khoa học hành tinh Bernie Buratti thuộc phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA cho biết, có bằng chứng chắc chắn rằng những thành phần hỗ trợ cho sự sống tồn tại trên Europa, nhưng chúng tôi phải đến đó để tìm hiểu. Bà cũng nhấn mạnh rằng sứ mệnh không nhằm mục tiêu phát hiện sự sống, mà là tìm kiếm các điều kiện có thể hỗ trợ. Europa Clipper là tàu vũ trụ lớn nhất mà NASA từng chế tạo, dài khoảng 30,5 mét, rộng 17,6 mét và nặng khoảng 6 tấn. Kích thước của tàu lớn hơn một sân bóng rổ, có các mảng năng lượng mặt trời lớn thu thập ánh sáng mặt trời để cung cấp năng lượng cho các thiết bị khoa học và hệ thống khác. Tàu vũ trụ sẽ bay qua sao Hỏa, trái đất, tận dụng lực hấp dẫn của các hành tinh để gia tăng động lượng. Europa Clipper có 3 mục tiêu khoa học chính: đo độ dày của lớp băng bên ngoài của Europa, tìm hiểu các tương tác giữa lớp băng và bề mặt dưới, cũng như xác định thành phần và địa chất của mặt trăng này. NASA dự kiến thực hiện 49 chuyến bay gần Europa trong khoảng thời gian 3 năm. Với đường kính khoảng 3.100 km, Europa có kích thước khoảng 90% đường kính của mặt trăng trái đất. Lớp băng của Europa được ước tính dài từ 15 đến 25 km, nằm trên một đại dương sâu từ 60 đến 150 km. Điểm qua các thông tin y tế trên thế giới, thưa quý vị, Bộ Y tế Zimbabwe mới đây thông báo nước này ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus Mpox gây bệnh đậu mùa khỉ nhưng không nêu rõ loại biến thể. Những ca bệnh Mpox được phát hiện ở thủ đô Harare và thị trấn phía nam Emberengwa. Trường hợp đầu tiên là một bé trai 11 tuổi phát triển các triệu chứng tháng trước sau chuyến du lịch đến Nam Phi. Ca nhiễm thứ hai là một thanh niên 24 tuổi, người bị ốm sau khi trở về từ Tanzania. Cả hai bệnh nhân đều đang trong quá trình hồi phục và tham gia vào việc truy vết tiếp xúc. Tháng 8 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ 2 trong năm công bố Mpox hay đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn cầu. Biến thể mới Clade 1B bắt nguồn từ Cộng hòa Dân chủ Congo và lây nhanh sang các nước châu Phi. Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Trẻ em Zimbabwe Douglas Mombasura trấn an rằng tình hình đang được kiểm soát và công chúng không nên hoảng loạn, song yêu cầu người dân tuân thủ các quy định phòng dịch khi biến thể mới dễ lây qua những tiếp xúc thông thường. Tuần trước, nước láng giềng Zimbabwe là Zambia cũng ghi nhận trường hợp nhiễm Mpox đầu tiên. Người mắc bệnh thường có các triệu chứng giống cúm mùa và hiện tượng viêm da. Một số trường hợp nghiêm trọng có thể gây tử vong. Thưa quý vị, chính phủ Úc thông báo vào hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 10 rằng họ sẽ chi thêm 95 triệu đô la Úc để tăng cường chống một chủng cúm gia cầm đang lây lan qua các quần thể chim và động vật có vú trên toàn cầu, nhưng chưa xâm nhập vào lục địa của Úc. Khu vực cuối cùng không có chủng H5N1 2.3.4.4B của cúm gia cầm. Chủng này đã giết chết hàng trăm triệu con chim và hàng chục nghìn động vật có vú kể từ khi xuất hiện ở châu Á, châu Âu và châu Phi vào năm 2020. Virus này đã gây ra nhiều thiệt hại và ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc Julie Collins. Khoản tài trợ mới này nằm trong nỗ lực tăng cường an ninh sinh học của quốc gia, nâng tổng mức chi lên đô la Úc. Bà Collins nhấn mạnh, chủng cúm gia cầm này là mối đe dọa thực sự và đáng kể đối với ngành nông nghiệp của Úc.
Dù địa lý đã phần nào bảo vệ Úc khỏi sự xâm nhập của virus do nằm ngoài các tuyến di cư của nhiều loài chim lớn, nhưng virus đã đến gần hơn, xuất hiện tại Indonesia vào năm 2022 và Nam Cực vào năm ngoái. Các nhà khoa học và quan chức cảnh báo rằng có nguy cơ cao hơn virus sẽ đến Úc trong mùa xuân Nam bán cầu từ tháng 9 đến tháng 11 khi các loài chim biển di cư nhỏ hơn xuất hiện. Đầu năm nay, Úc đã phải đối phó với 3 đợt bùng phát cúm gia cầm cùng lúc, nhưng không có đợt nào liên quan đến chủng H5N1. Bà Collins nhấn mạnh rằng các tác động từ những đợt bùng phát cúm gia cầm khác trong năm nay đã chứng minh tầm quan trọng của việc đầu tư và chuẩn bị. Hàng ngàn người dân thành phố Barcelona, Tây Ban Nha đã xuống đường hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 10 biểu tình phản đối việc tổ chức cuộc đua thuyền buồm America's Cup khi cảm thấy những nhu cầu thiết thực đang không được đáp ứng. Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ không có chỗ cho America's Cup, hãy tống khứ những kẻ đầu cơ, nhà ở là quyền, không phải để kinh doanh, nhằm phản đối chính quyền thành phố Barcelona đang tập trung khai thác các sự kiện giải trí, du lịch và thương mại, để người dân ra khỏi những nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là nhà ở. Đám đông biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu khách du lịch hãy rời khỏi thành phố của họ. Thành phố của chúng tôi hướng đến là một đô thị bền vững, người dân được đặt vào trung tâm để họ không phải lo lắng về nhà ở, việc làm, để rồi phải đi đến những nơi xa xôi khác. Chúng tôi nói không, đã quá đủ cho mô hình một thành phố tổ chức nhiều sự kiện lớn, làm cho nó trở nên hào nhoáng hơn bằng việc bòn rút chi phí sinh hoạt của người dân. Chẳng có thứ gì sau đó quay trở lại với chúng tôi. Các đô thị lớn ở Tây Ban Nha đang vật lộn để cân bằng giữa việc thúc đẩy du lịch vốn là động lực chính của nền kinh tế và giải quyết nhu cầu nhà ở với chi phí tăng cao. Nhiều chủ đầu tư chuyển từ nhà cho thuê sang mô hình khách sạn phục vụ du lịch để đạt lợi nhuận cao. Các sự kiện như vòng chung kết của giải đua thuyền America's Cup trong tuần này thu hút một lượng du khách quốc tế lớn đến thành phố Barcelona. Thưa quý vị, tháng 9 vừa qua, đoàn làm phim tài liệu của National Geographic đã phát hiện một chiếc giày với bàn chân bên trong nhô lên khỏi dòng sông băng đang tan chảy trên đỉnh Everest. Đây được xem là manh mối quan trọng để lý giải cái chết của nhà thám hiểm Andre Sandy Irvine đã tồn tại suốt một thế kỷ. Một mảnh vải theo với dòng chữ AC Irvine trên chiếc vớ nằm trong chiếc giày đã giúp đoàn làm phim xác định vật này thuộc về nhà leo núi người Anh Andre Sandy Irvine. Sự mất tích của Irvine và người bạn đồng hương George Mallory năm 1924 là một trong những bí ẩn lớn nhất của leo núi thế giới suốt thế kỷ qua. Bộ đôi này đã biến mất vào ngày 8 tháng 6 năm 1924 ở độ cao 245m dưới đỉnh Everest trong chuyến đi đầu tiên lên nóc nhà thế giới. Trong khi thi thể của Mallory được phát hiện vào năm 1999, thì thi thể của Irvine đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Nhóm phim tài liệu do đạo diễn Jimmy Chin dẫn đầu phát hiện bên trong chiếc giày và vớ là một bàn chân. Bàn chân được phân định ADN so sánh với mẫu lấy từ các thành viên trong gia đình ông và là bằng chứng đầu tiên về cái chết của nhà leo núi sau khi mất tích tròn một thế kỷ. Ngay sau khi phát hiện thì nhóm nghiên cứu đã thông báo cho gia đình Irvine, trong đó có cháu gái ông là Julie Summers, người viết cuốn sách về nhà leo núi người Anh. Bà Summers rất xúc động khi biết về sự tồn tại của chiếc giày leo núi. Mời quý vị theo dõi tiếp tin tức về người Việt toàn cầu trên BNC Now. Mở đầu là thông tin về chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Việt Nam. Thưa quý vị, truyền thông châu Á đưa tin Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc thảo luận thẳng thắn về việc kiểm soát các bất đồng tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông trong chuyến thăm của ông Lý tới Hà Nội vừa qua. Cuộc gặp diễn ra sau khi Việt Nam cáo buộc lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc tấn công thô bạo tàu cá Việt Nam vào ngày 29 tháng 9, đe dọa tính mạng của 10 ngư dân. Theo thông báo từ trang web của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu người đồng cấp xử lý hợp lý vấn đề tàu cá phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và không để các tranh chấp trên biển làm tổn hại đến mối quan hệ song phương. Theo đó, hai bên đã trao đổi ý kiến chân thành và thẳng thắn về các vấn đề trên biển. Cả hai quốc gia sẽ kiểm soát hợp lý các bất đồng, tích cực tìm kiếm giải pháp cơ bản và dài hạn phù hợp với cả hai bên. Trung Quốc phủ nhận cáo buộc và cho rằng các tàu Việt Nam đã đánh bắt bất hợp pháp tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Hoa Kỳ cũng bày tỏ lo ngại về các hành động nguy hiểm của Trung Quốc. Ngoài ra, cũng trong chuyến đến Hà Nội của Thủ tướng Lý Cường, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 10 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp và hải quan, nhưng không công bố chi tiết về giá trị hay thời gian thực hiện.
Chuyển sang các thông tin về pháp luật trong nước, thưa quý vị. Báo Dân Trí ngày 14 tháng 10 đã thuật lại vụ án lớn về Vũ Hoàng Anh, hay còn gọi là Oanh Hà, đã xây dựng một đường dây buôn chất cấm khổng lồ từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động cả nước. Từ tháng 3 năm 2018, Oanh chỉ đạo các đồng phạm đưa hàng qua đường tiểu ngạch và phân phối tại Việt Nam với mỗi chuyến hàng từ 4 đến 8 kg chất cấm, được lấy từ kho gần sòng bạc hoặc nhận từ các đối tượng người Campuchia bí ẩn. Những căn nhà thuê, chiếc xe 4 chỗ tưởng như bình thường trong các con phố là nơi đã qua tay hàng loạt giao dịch, tạo nên một đế chế tội phạm kinh hoàng. Ngày 24 tháng 5 năm 2018, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây này. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã tuyên án tử hình 5 đồng phạm của Oanh Hà. Các bị cáo còn lại nhận án chung thân. Riêng Oanh Hà, người đứng đầu đường dây, đã bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Cũng liên quan đến tội phạm hàng trắng, trong màn đêm ngày 13 tháng 9, trên sông Sở Hạ ngăn đôi bờ cửa khẩu quốc tế Dinh Bà Việt Nam và Bon Tia Cha Kray Campuchia, đối tượng La Văn Điều đã liều lĩnh bơi từ bên kia biên giới về Việt Nam, ôm theo với túi đen chứa 4 kg chất cấm tổng hợp. Các lực lượng biên phòng và công an đã mật phục, nhanh chóng vây bắt, chặn đứng hành trình tử thần của hắn. Khi bị bắt quả tang, Điều còn lặn lội dưới nước, cố gắng giấu túi hàng nhưng không thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng. Khai thác nhanh tại chỗ, Điều thừa nhận đang vận chuyển thuê số chất cấm này qua biên giới để đổi lấy tiền công. Lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một xe máy gần đó mà Điều khai là của hắn, dùng để thực hiện các phi vụ vận chuyển sau khi vào Việt Nam. Đối tượng lập tức được đưa về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà để xử lý. Ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra mở rộng về đường dây chất cấm xuyên biên giới này, với kỳ vọng sẽ triệt phá được toàn bộ mạng lưới phía sau. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã triệu tập 7 người để điều tra về vụ việc ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, bị hành hung sau khi đăng một bài thơ châm biếm trên Facebook. Theo anh Ngô Văn Luyết, con trai ông Lư, vào tối ngày 10 tháng 10, khi gia đình ông đang ăn cơm, thì một nhóm người lạ bất ngờ xông vào nhà đánh ông Lư đến mức ngất xỉu. Sau đó thì nhóm này còn kéo ông ra ngoài hiên và tiếp tục đánh đập cho đến khi hàng xóm kéo đến thì mới rời đi. Theo anh Luyết, nguyên nhân có thể liên quan đến một bài thơ châm biếm do ông Lư sáng tác và đăng trên Facebook cá nhân, trong đó đề cập đến giải bóng chuyền do Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức vào ngày 9 và ngày 10 tháng 10. Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ và xử lý vụ việc. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai ngày 15 tháng 10, các nhà mạng Việt Nam sẽ dừng cung cấp dịch vụ gọi điện và nhắn tin cho thuê bao sử dụng mạng 2G. Quyết định này là một phần trong chiến lược chuyển đổi sang các công nghệ tiên tiến như 4G và 5G nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng tần số và đảm bảo an ninh mạng. Công nghệ 2G triển khai từ năm 1993 đã lỗi thời và không đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số quốc gia. Các nhà mạng đã tích cực thông báo và hỗ trợ người tiêu dùng chuyển đổi, giảm số thuê bao 2G xuống dưới 1% tổng thuê bao di động trên cả nước. Sau khi tắt sóng 2G vào ngày 15 tháng 10, các thuê bao 2G chưa kịp chuyển đổi sẽ bị chặn chiều gọi đi và gọi đến. Tuy nhiên, các nhà mạng sẽ giữ lại tài khoản của thuê bao trong vòng 2 tháng để người dùng có thời gian chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G, đảm bảo người dân ở khu vực xa có thêm thời gian tiếp cận dịch vụ mới. Một thông tin thú vị khác, thưa quý vị, theo Hội Thiên văn Hà Nội HAS, vài ngày nữa, người dân Việt Nam sẽ có cơ hội ngắm nhìn siêu trăng lớn nhất trong năm 2024, khi mặt trăng đến gần trái đất hơn bao giờ hết. Siêu trăng có thể dễ dàng nhìn thấy từ Việt Nam vào lúc 18h28 phút ngày 17 tháng 10. Lúc đó, khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng chỉ còn khoảng 357.367 km, khiến siêu trăng này trở nên lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn thông thường. Siêu trăng hay mặt trăng tại điểm cận địa có thể tạo ra một lực hấp dẫn mạnh hơn lên các đại dương, gây ra hiện tượng thủy triều lớn hơn. Tuy nhiên, theo Hội Thiên văn Hà Nội, mức thủy triều này chỉ tăng thêm từ 2 đến 5cm so với bình thường. Vì vậy, siêu trăng không gây ra tác động đáng kể nào đến cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Nhiều người cho rằng siêu trăng có thể làm gia tăng các hiện tượng thiên nhiên cực đoan như động đất hoặc núi lửa phun trào. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy siêu trăng ảnh hưởng đến những thiên tai này. Lần trăng tròn này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là trăng thợ săn, vì vào thời điểm này trong năm, lá đang rụng và họ sẵn sàng đi săn. Đây cũng là siêu trăng thứ 3 trong số 4 siêu trăng của năm 2024. Mỗi năm có 12 đến 13 lần trăng tròn hoặc trăng non, và trong số đó thường sẽ có 3 đến 4 lần được coi là siêu trăng.
Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Ngọc Cúc cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.